Ngày 12 tháng 12, trường trung học cơ sở Trung Hội phối hợp cùng hội đồng đội huyện tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ cho các em học sinh nhà trường, tổ chức khen thưởng cho học sinh có thành tích trong cuộc thi do Trung ương đoàn phát động, tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức hoạt động ngoại khóa sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh của nhà trường. Thời lượng của buổi sinh hoạt dưới cờ kéo dài khoảng 30 phút. Lớp trực ban dành 5 phút để đánh giá về công tác nề nếp, học tập của nhà trường ở tuần trước và triển khai nhiệm vụ tuần mới. Thời gian còn lại, lớp trực ban, giáo viên, tổng phụ trách đội và các em học sinh sẽ tổ chức các hoạt động ngoại khóa hoặc biểu diễn các tiết mục văn nghệ, múa hát tập thể do chính các em học sinh thể hiện theo chủ đề, chủ điểm và nội dung sinh hoạt dưới cờ quy định trong năm học. Tại buổi sinh hoạt dưới cờ này, hội đồng đội huyện đã trao giấy khen cho em Nguyễn Thảo My, học sinh lớp 6A đã giành giải ba cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam mừng đại hội đoàn. Bức tranh này sẽ được Trung ương đoàn cho vào cuốn sách xuất bản làm quà tặng cho các đại biểu tham dự đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12. Cháu vẽ trong vòng 2 hoặc 3 ngày. Cháu truyền tải là những người đoàn viên làm những việc tốt, lan tỏa những việc tốt đến cho mọi người. Cháu thấy rất là vui và tự hào và cháu mong muốn được trở thành người đoàn viên như những cô chú. Cũng tại buổi sinh hoạt dưới cờ này, hội đồng đội huyện đã có 5 suất quà cho 5 bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên, khích lệ các em vượt khó, vươn lên trong học tập. Tiếp đó, nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa cho các em học sinh bằng hoạt động sinh hoạt của câu lạc bộ tiếng Anh.